Hi. Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái mẹo mà mình sẽ treo một cái búa lên một cái bàn với một cái chiếc đũa. Mình sẽ treo cái búa thùng tang được nha các bạn. Nha. Với một sợi dây nữa, mình chỉ cần ba dụng cụ như này để mình treo một cái búa lên cái bàn. Nha các bạn. Như thế này, mình sẽ treo như thế này. Nha. Mình làm sao một cái búa nó nằm phía dưới, nó không đụng tạm gì tới cái bàn nha các bạn. Mình cần một sợi dây với một cái đũa. Giờ mình sẽ làm cho bạn xem. Đầu tiên thì dây mình sẽ cột ở vị trí gần tâm giữa trung tâm búa như thế này nha. Giữa trung tâm đũa. Đọc lại mình sẽ cột vào một đôi đũa. Một chiếc đũa. Thì cái mẹo này nếu mà vô đủ là ăn chắc nha các bạn, không cần lo, không sợ thua nha, vô đủ là ăn chắc nha các bạn. Giờ mình sẽ ra đủ như thế này đó, mà miễn sao nó đứng nha các bạn, nó không có rớt nó, đây mình thả là rớt này. Nha, bây giờ mình sẽ làm cho nó đứng. Đây, hàng dài mình sẽ chỉnh sửa lại. Mình sẽ làm dây nó ngắn lại bớt rồi. Nếu mà nhìn kỹ để mình quay cho bạn xem luôn. Này, nó không đụng chạm gì hết trơn. Đây, cái búa đây. Mạch bàn đây nha bạn. Không chạm gì trên đây. Ok chưa? Mình sẽ đưa ra qua đây cho bạn thấy cho dễ. Đó, các bạn cái búa này, các bạn thấy không? Nó nghiêng, nó bị lên nghiêng lệch cái chiếc đũa này. Phía dây tại mặt trời nó hơi chó, mình sẽ thử cho bạn đây, mình quay cho các bạn xem. Lúa mặt bàn không đụng nha bạn, chỉ treo một cái quài không đụng này, tại hơi chói đúng không các bạn. Thì đây rất đơn giản, đây mình sẽ để lên này cho các bạn xem luôn. Đợi mình xíu. Đây. Nếu mà cái búa cán nó dài là ok này, mà thấy không, không đụng nha. Đó. Đây mình làm đơn giản này, nó cái đầu đũa đây, chiếc đũa đây, thì mình sẽ đưa ra chút xa chút xíu. Đó, mà thấy không, quèn đầu đũa nhìn thấy chưa? Đó, nó không ngang được mà đưa ra xa thì nó càng, nhưng mà trên này không có đụng nha bạn. Động, nếu động là nói gì, đây không động nha, đưa vô đó, đây là sát mặt bàn luôn. Đây không động nha bạn, đầu đúa búa không động rồi. Ok, các bạn thấy hay nhấn đăng ký kênh cho mình sẽ ra nhiều clip chỉ nhiều mẹo cho các bạn xem. Rồi, chào tạm biệt các bạn.